Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người một phần mềm dùng để quay video màn hình. Thì mình thường dùng phần mềm này để quay game, bởi vì nó rất là nhẹ, quay rất là mượt. Ưu điểm phần mềm này là nó miễn phí, rất là dễ sử dụng, mà đặc biệt là nó có sẵn trong hệ điều hành Windows 10. Thì đầu tiên các bạn hãy click chuột vào biểu tượng hình cửa sổ này và tìm kiếm cái mục có tên là Xbox. Thì những bạn nào mà chưa đăng ký tài khoản Xbox thì cũng nên đăng ký, thì nó rất đăng ký tài khoản này rất là dễ, để sau này tiện cho cái việc mà mình sử dụng các phần mềm có sẵn trong hệ điều hành Windows 10 này. Và mình mở cái mục setting lên, capture và lựa chọn vào Windows setting. Ở đây sẽ hiện ra một cái giao diện để mình có thể điều chỉnh cái phần, cái cách mà cấu hình cái video. Để đầu tiên, ở dòng đầu tiên thì nó là cái nơi để mình lưu video khi mà mình vừa kết thúc cái quá trình quay. Ở đây thì mặc định của nó là user DLVC. Ở đây máy tính mình thì nó lưu mặc định là như vậy, còn những máy tính của các bạn thì nó sẽ lưu nơi khác, thì bạn chú ý cái nơi lưu nó sẽ hiển thị ở trên đây. Tiếp theo là cái dòng record in the background while I am playing the game, thì mình khuyên các bạn là nên tắt cái chức năng này. Chức năng này cụ thể nó làm việc là khi nó làm việc ngay ở dưới cái phần giống như là ứng dụng chạy nền đó, thì mình khuyên các bạn nên tắt đi. Nó nếu mà để nó on thì nó sẽ ảnh hưởng tới quá trình mình thực hiện, mình thao tác với các ứng dụng. Thì khi nào mình cần quay video màn hình thì mình mở nó lên, chứ không cần chạy nền. Tiếp theo là thời gian quay tối đa, các bạn có thể để mức tối đa là 4 giờ, 1 giờ, 30 phút tùy ý các bạn. Thì mình ở đây mình để 2 giờ. Ở đây là phần record audio when I record a game. Này là ghi âm phần âm thanh của cái ứng dụng mà mình ví dụ như mình quay game thì nó sẽ ghi lại phần âm thanh của cái game. Hoặc là bạn thao tác trên một cái trang web mà nó có âm thanh thì nó sẽ lưu lại luôn cái âm thanh trên trang web đó. Ở đây là phần bật cái mic khi mà bạn quay màn hình, thì mình chỉ có quay game và âm thanh trong game mà không có thu cái âm thanh bên ngoài, thì mình không cần mở cái này lên. Đây là chất lượng âm thanh, mình nên để mặc định là 128. Đây là âm thanh của microphone. Ở dưới đây là âm thanh của hệ thống. Hệ thống là cái phần cái phần mềm mà bạn đang muốn quay đó. Đây là cái ứng dụng mà bạn đang quay. Còn đây là âm thanh của microphone khi mà bạn âm thanh, nói chung là âm thanh ở bên ngoài thâu vào. Thì mình có thể để âm thanh microphone lớn hơn hoặc là âm thanh của hệ thống lớn hơn đều được. Đây là frame rate, có nghĩa là khung hình của cái video khi mà mình quay màn hình, thì các bạn nên để frame rate là 60 để quá trình quay nó thật là mượt và video ra nó thật hậu quả thật là đẹp. Kế tiếp là chất lượng của video khi mà xuất ra, thì mình nên để là chế độ là 2. Tiếp đến là các phím tắt để mở phần mềm, mở cái cửa sổ
Khi mà mình thực hiện quá trình quay, mình lít vào game bar. Ở đây có những phím tắt để đóng mở các cửa sổ và thực hiện những chức năng ví dụ như là chụp màn hình, ghi âm hoặc là bật tắt cái quá trình thu từ âm thanh từ microphone. Thì ở đây bạn có thể thay đổi cái phím tắt tùy ý của mình. Thì mình ở đây mình để mặc định cho nó dễ sử dụng. Thì sau đây mình sẽ quay một video demo cái cách mà phần mềm này sẽ hoạt động như thế nào. Thì mình hay sử dụng phần mềm này để quay cái game là Alpha 8 và Alpha 9. Thì riêng cái game đó thì nó cần một cấu hình máy khá tốt để quay mượt. Thì phần mềm này sẽ giúp các bạn quay có thể quay được một cái tựa game đó mà không gặp trở ngại gì nhiều. Thì bây giờ mình sẽ demo trong cái quá trình quay cái game. Mình mở cái tựa game Alpha lên. Cụ thể khi mình muốn quay một cái tựa game Anh Pháp như thế này thì mình sẽ bấm tổ hợp phím là phím hình cửa sổ là cái nút nằm ở giữa hai nút Window, hai nút Control và nút Alt nằm bên tay trái của bàn phím, bên góc bàn phím bên tay trái. Thì nhấn tổ hợp phím cửa sổ và phím G và chữ G. Sau đó nó sẽ hiện lên cái cửa sổ để mình bắt đầu quá trình ghi lại video. Thì ở đây nó sẽ có những cái phím chức năng như là chụp màn hình. Ở đây là nãy là mình vừa mới tắt cái này đi, là nó làm nó là một cái ứng dụng để chạy nền là quay làm tốn nhiều bộ nhớ nên mình không không để nó mình tắt nó đi. Khi mà để bắt đầu quay cái tựa game này thì mình nhấn tổ hợp phím là cửa sổ và nút G, nó sẽ hiện lên giao diện cửa sổ để mình để quay video màn hình lại. Thì ở đây nó sẽ có những phím chức năng như là chụp màn hình, bắt đầu quay video và chức năng live stream trên chính phần mềm này luôn. Ở đây mình chỉ quan tâm đến phần quay video màn hình thôi, thì mình nhấn vào đây là đây là bắt đầu quá trình quay, nó sẽ hiện lên một cửa sổ nhỏ cho nó để mình biết được là thời gian khi nào mình bắt đầu quay, thời gian quay được bao lâu, và khi mà muốn kết thúc quá trình quay thì mình nhấn vào cái biểu tượng hình tròn có viền trắng viền xanh và thì nó sẽ lưu vào thư mục capture.
một bản định lúc nãy. Đây là video demo. Bạn thấy thì nó quay rất là mượt, hình ảnh rất là đẹp. Nó không ảnh hưởng tới quá trình mình chơi game, nó không hay lắm. Cảm ơn mọi người đã xem video này và mong sẽ hữu ích với mọi người.